Đối với tôi thì một món cổ vật khi mà sưu tập được đó thì hầu như tất cả đều có mang trên mình một cái câu chuyện. Trong cái quá trình chơi thì có rất là nhiều câu chuyện tôi vẫn chưa giải mã ra được. Lê Thiền Gia được đánh giá là một tay sưu tầm cổ vật có tiếng ở Huế. Dù anh chưa đến 40 tuổi, tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, chuyên ngành hội họa, từng theo đuổi nghề thiết kế áo dài trong một thời gian dài. Gia còn có một niềm đam mê khác, đó là sưu tầm đồ cổ. Trong mấy anh em thì bản thân mình thì lại mê đồ cổ và cũng gần với ba. Vì ba thì là người dễ sưu tầm đồ cổ lâu năm. Đẻ ra trong nhà đã có đồ cổ rồi. Nó cứ vào trong máu. Một hồi khi mà lớn lên rồi thì mình mới nghiệm ra rằng là mình phải chọn đồ cổ, mà đồ cổ là chọn mình. Thì tới bây giờ nó như là một phần của cuộc sống, như là một cái bàn tâm giao của mình. Ngôi nhà nhỏ của Gia như một bảo tàng thu nhỏ của những món đồ mà anh yêu thích, được thay đổi theo từng thời gian, tùy theo sở thích của chủ nhân. Ví dụ cách đây 4 năm, nó từng là nơi trưng bày bộ sưu tầm văn phòng tử bảo và 80 chiếc nghiêng mực cổ mà Gia đã dành gần 20 năm để nghiên cứu và sưu tầm. Trong đó có những chiếc có niên đài khoảng vài trăm năm, độc đáo, có 102. Bộ sưu tập đã khiến Gia khá nổi tiếng trong giới chơi đồ cổ, không chỉ ở Huế. Phục cháu Lê Gia là có tâm huyết nghiên cứu sâu và tìm hiểu, giữ lại những cổ vật quý, có trình độ hiểu biết rất sâu. Mình là quen với Gia là tại vì là trước đây là cũng là đam mê về trà là chính. Nên là mình biết về Gia là một trong những người sưu tập đồ cổ. À, thì đến đây chơi thì khi đó mình thấy thì ở Gia nó có nhiều cái cũng tinh tế đấy. Những cái chi không biết thì hỏi Gia, thì nói chung thiệt ra trong cái thế giới đồ cổ hẳn cũng rất là phiền chứ không phải là ấy đâu. Cho nên với những người mà có tâm huyết có ấy thì lúc đó mình cảm thấy mình yên tâm trong cái vấn đề mà tiếp bàn hơn. Và đây là bộ sưu tập ẩm trà, không dưới 100 cái. Có cái có niên đài từ thời nhà Minh. Đa dạng về kiểu dáng và cả chất liệu. Một cái ẩm thời Việt 300 năm rồi. Thời nhà Lê, nó rất là quý. Quý ở chỗ nó vừa cả này, nó trải qua mấy trăm năm. Mà tới bây giờ là nó đã toàn vẹn như thế này tới ngày hôm nay, bằng gốm Việt. Và nói chung là những cái ẩm này em rất tự hào lắm, thật sự như vậy, tự hào với đất người Việt mình làm quá xuất sắc. Đây, những cái bông mai rồi những cái lối tản vân nó cách điều tự đẹp. Có một điều khá đặc biệt là nhà sưu tầm này không chỉ rước đồ cổ về và chưng nó trong tủ kính. Cùng với những người bạn yêu thích thưởng trà, những chiếc ấm được đem ra sử dụng cũng là một cách để chủ nhân của nó thẩm định chất lượng của chiếc ấm và thưởng thức giá trị thuần túy của các loại trà được pha trong ấm quý. Đồ cổ nó ngoài cái đẹp ra nó còn có cái hồn. Và nó những cái mà ông cha mình hồi xưa làm tính xảo mình nó tuyệt vời lắm. Hồi xưa mình chơi đồ cổ nó như thế này là mình học để mình chơi đồ cổ. Nhưng khi mình tới một ngưỡng nào đó rồi thì đồ cổ nó dạy cho mình học. Giống như là hôm nay chỉ cần cầm một cái ấm lên, trong vòng 3 giây tới 5 giây
là mình đã biết được đó là ấm cổ hay ấm không cổ, và ấm đó là đức tốt hay không đức tốt. Xin thưa rằng là để được như hôm nay nói thì mất 20 năm chơi ấm và nhìn ấm. Ngôi nhà của gia treo đầy cả câu đối, trường liền và các bức vang từ cổ. Nó được mua lại từ nhiều phủ đệ ở Huế cũng như các vùng miền khác. Thậm chí mua ở nước ngoài đem về. Những phong cách trang trí khác nhau. Những nét chữ khác nhau. Chứa đựng tâm tư, tình cảm, trí tuệ của nhiều thế hệ khác nhau. Là có những món đồ thật ra là mất 10, 15 năm theo đuổi, mà có khi không mua được. Mà mình rất trân trọng. Trân trọng vì những cái người mà họ đang giữ cái món đồ đó. Chứ còn cái chuyện mà sở hữu được hay không được, nó cũng phải là cái quan trọng. Và cái mà cái hướng tới của mình vẫn là cái sự an lạc, sự hiểu biết và tìm tòi trong cái cổ vật này. Lê Thiền Gia còn có một bộ sưu tập đáng giá về những sắc phong từ thời vua Lê đến các vua Nguyễn. Đặc biệt, anh sở hữu khá nhiều sắc phong của thời Tây Sơn, một triều đại vang danh trong lịch sử, nhưng rất khó tìm thấy những hiện vật liên quan. Đây là sắc phong Bảo Hưng. Niên hiệu Bảo Hưng nghỉ niên, khi mà Cẩn Thận mà bị Gia Long đánh vào Phủ Xuân đó, thì Bảo Thành Phủ Xuân chạy ra phía Bắc và lấy cái đế hiệu là Bảo Hưng. Trong này ghi là nhì niên là hai năm thứ hai, thì chính quyền này là tồn tại rất là ít, cũng chưa đủ tới một năm nữa. Thì Cẩn Thận đã bị bắt đem về kinh đô để mà xử trảm rồi. Nội dung thì về sắc về thân thôi, sắc thân hoàng thôi. Thì đây là một trong những cái mà nó còn lưu lại của thời Tây Sơn, mà nhất là đặc biệt là thời Bảo Hưng, nó cực kỳ quý hiếm. Lê Thiền Gia, anh cũng đã cất công tìm hiểu và tặng hoặc nhường lại một số món đồ cho những chủ nhân đầu tiên của chúng, mà vì một lý do nào đó đã không giữ được bên mình. Bản thể sách phong vương cho Uông Quần Công do vua Bảo Đại phê chuẩn là một ví dụ. Sau gần 100 năm thất lạc, văn bản quý này đã về lại tay hầu duệ của hệ Nhất Tiền Biên dòng họ Nguyễn Phước Tộc. Thì có gặp Lê Gia, thì khi đó mình mới biết được rằng là năm 1943 thì vua Bảo Đại có sắc phong một cuốn thể sách cho nhà thơ. Khi thậm chí cái chuyện đó mình chưa bao giờ nghe, các ôn trong hề cũng chưa nghe. Thế rồi Gia cũng tức là cũng vừa nhường lại rồi cũng vừa cúng tiễn cái gì đó để thắp hương lên cho ngài. Thì đó cũng là một cái duyên của nhà thơ hề Nhất của mình. Tâm nguyện của người chơi như bản thân của mình này, thì mình muốn làm của riêng đó. Thực chất mong muốn cho một ngày nào đó con cháu họ tìm lại được. Nói thật ra là mình sẵn sàng ngay giúp làm sao đó để cho cái món cổ vật đó nó về lại với cái chủ nhân đích thực của nó. Kho báu của gia còn phong phú và đa dạng hơn thế.
anh đặc biệt quan tâm tới những dòng đồ cổ có liên quan tới Huế. Nhất là trong giai đoạn Huế còn là kinh đô của Việt Nam. Tham gia cả cuộc đấu giá đồ cổ quốc tế, thậm chí là đi nước ngoài để đem về cho mình những món đồ cổ quý giá. Nhà sưu tầm này luôn mong muốn và ao ước mình sẽ đem về được thật nhiều những gì vốn là của Huế, ra đi từ Huế, và nếu được, để trả lại cho người Huế. Ít nhất thì để người Huế hiểu thêm về quá khứ của vùng đất, về lịch sử dân tộc, thông qua những món đồ tưởng như rất nhỏ bé và đôi khi cũ kỹ hoặc hư hỏng như thế này. Thực sự ai nhìn vào cái bộ sưu tập đồ cổ của mình nó thấy sự hào nhoáng, thấy sự giàu có, hay là thể hiện những cái mà vật chất. Nhưng mà thật sự nó không phải. Với bản thân mình thì có những cái nó hy sinh dữ lắm. Hy sinh từ cuộc sống gia đình, hy sinh, mình gọi là hy sinh những cái mà sở thích cá nhân, mình phải hạn chế hết để mà sưu tập được những cái món đồ, và thậm chí phải đánh đổi. Huế được mệnh danh là một bảo tàng sống động về quá khứ. Quá khứ hiện diện khắp nơi, nhắc nhở về một thời huy hoàng của các triều đại phong kiến. Nhưng Huế cũng được cho rằng đã để mất mạc rất nhiều những di sản vật thể và cả phi vật thể quý báu thuộc về quá khứ. Nàng chạy máu đồ cổ thậm chí đã diễn ra trong một thời gian dài bởi nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau. Huế cũng có những nhà sưu tầm đồ cổ đã lập nên những bảo tàng tư nhân để chơi và giữ gìn những món đồ quý giá cho Huế. Với nhiều người, cuộc chơi đó là cả những thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng quan trọng là họ đã giữ được lửa đam mê và có những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Mà Lê Thiện Gia là một người như thế. Thực ra cái bộ sưu tập của mình rất là khắc khoải. Cũng muốn có một cái chỗ để mà trưng bày ra cho mọi người xem, rồi tới đó như là một cái hội quán vậy. Ở đây có thể người ta trao đổi đủ thứ. Trao đổi ở đây là trao đổi về văn hóa. Nó sẽ thôi thúc cho con người ta hiểu được và yêu lịch sử. Mà khi người ta yêu được lịch sử thì người ta sẽ yêu được đất nước, yêu được con người. Thì đó là cái chơi của mình. Cái hướng tới của mình là như vậy.